khúc xuân xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Một phụ huynh là anh Vũ đến từ thành phố Westminster có một đứa con gái đang trên sân khấu và đang biểu diễn các áo dài. Anh nhìn thấy các thí sinh khác thì con anh số mấy vậy anh? Dạ số 4 chị. Số 4, anh nhìn thấy cái sự gọi là tuy thi đua với các người đẹp áo dài thiếu nhi khác thì thấy con anh có cơ hội gì nhiều không? Dạ thực ra thì tôi muốn cho cháu đi thi là cũng chỉ để là bảo vệ cái truyền thống của người Việt Nam, chứ thực ra cũng không có quan trọng cái chuyện thắng hay thua. Anh chuẩn bị như thế nào cho cháu? Dạ cái chuyện chuẩn bị thì ông bà nội cháu chuẩn bị chứ tôi cũng bận đi làm á. Và anh thấy các chương trình của Little Saigon TV như thế nào thưa anh? Theo tôi nghĩ thì các chương trình của Little Saigon TV rất là phong phú để giúp bảo tồn cái văn hóa Việt Nam, nhất là trong cái dịp Tết Nguyên Đán truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Dạ không có gì. Con say đắm cho đời, xin mời hãy cùng anh vui xuân. Còn nhớ phút say gặp. Một lần nữa kính thưa quý vị, đây là nhóm từ 18 đến 29 tuổi. Người đến cho tình anh chợt mơ, muôn hoa thổn thơ. Xuân đã đến bên anh, giáng xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng anh vui xuân. Mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhẹ yêu, mang hạnh phúc tuyệt vời khi về đừng quên. Và đó là những màn trình diễn của tất cả các thí sinh của ba nhóm. Quý vị một tràng pháo tay cho tất cả các thí sinh chúng ta. Dạ vâng, và thưa quý vị, nét đẹp của chiếc áo dài thôi chưa đủ. Chúng ta mang áo dài, chúng ta cần phải biết được chiếc áo dài nó mang ý nghĩa gì. Như quý vị đang thấy đó, nào là màu xanh, màu đỏ, màu hồng, như thằng Ni đang mang cái màu bao lì xì, anh Tuấn tạm gọi là bao lì xì đi. Thì chúng ta hiểu được là chiếc áo dài mang như thế nào. Thì để hiểu được ra sao thì có lẽ rằng mời tới phần của ban giám khảo. Ban giám khảo sẽ đặt cho mỗi thí sinh một câu hỏi. Và đầu tiên là xin mời những nhóm thí sinh từ lứa tuổi đi, tức là lứa tuổi từ 30 cho tới 49 tuổi. Ai được sướng tên hay là số báo danh lên thì chúng ta cùng bước lên một bước nha. Và xin hỏi ban giám khảo đã chuẩn bị chưa ạ? Với lần đầu tiên đó là anh Jackie Tài. Xin mời anh. Anh sẽ chọn ai trong những thí sinh đang đẹp mượt mà như ngày hôm nay? Mấy em đừng che cái số báo danh mình lại, nhìn nó không thấy. Sợ bị gọi đó hả? Nếu mà Jackie Tài muốn biết thì nhớ đầu tiên đây là số 3 ạ. Hỏi xin hỏi số 3 nha. Số 3 bước lên trên này đi em. Bước lên trên này ha. Hồi hộp lắm thưa quý vị, giống như là thi hoa hậu vậy đó. Xin em cho biết cái cảm tưởng của em khi em mặc chiếc áo vải dài Việt Nam. Dạ, đầu tiên em kính chúc ban tổ chức và ban giám khảo và những ai có mặt ở tại buổi trình diễn này xin kính chúc lời sức khỏe. Em có cảm tưởng em quê chiếc áo dài này nó tôn lên vẻ đẹp của các phụ nữ và cũng là truyền thống của Việt Nam ạ. Cảm ơn em. Đã thỏa mãn câu trả lời chưa? Xin mời nhà thiết kế Liên Hương. Dạ cảm ơn em. Cho chị hỏi một thí sinh kế. Dạ. Xin mời chị Liên Hương chọn ai trong dàn dạ. thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Xin hỏi chị D1. D1 là tên là Mary Liễu. Trước khi mà chị Liên Hương hỏi thí sinh D1 đó thì anh Tuấn bực mí quý vị. Khi nãy đó chị hỏi anh Tuấn là thấy mang áo dài có đẹp không? Anh Tuấn nói đẹp. Cái chị hỏi biết sao không? Mới may vừa luôn đó.
mới vừa lấy ra là mang cho đến cuộc thi này luôn. Xin mời chị đặt câu hỏi. Vậy là hôm nay có rất nhiều người mới vừa mặc áo dài vừa mai xong. Dạ, cảm ơn chị Mary Liễu đã tham gia chương trình. Xin chị cho biết cái nét đặc trưng nhất của áo dài truyền thống và áo dài như thế nào là áo dài cách tân. Dạ, trước tiên em xin giới thiệu, em tên là Liễu Hà, Mary Liễu. Em xin tất cả chào ban giám khảo và tất cả toàn thể quý vị ở đây. Chúc tất cả quý vị một năm mới thật là hạnh phúc, được nhiều hồng ân. Cái áo dài truyền thống nó như thế nào, chị có thể nêu những cái nét cơ bản nhất, và chiếc áo dài cách tân là áo dài như thế nào? Chiếc áo dài truyền thống là nhìn thấy người phụ nữ rất là dịu dàng, thước tha, có nghĩa là trong đó nó gồm là công dung ngôn hạnh luôn. Mà cách tân bây giờ có thể nói là mình có thể là may đủ thứ, mà có thể mà mình thiết kế ra những cái kiểu này kiểu kia, cho nên nó cũng là cái áo dài, nhưng mà nó có nó so tài được mọi thứ quốc gia, thí dụ Ấn Độ hay là mấy cái nước khác, mà mình vẫn nêu lên cái áo dài của mình nó một cách độc đáo, nó rất là đẹp. Xin cảm ơn câu hỏi của chị. Tôi xin bổ sung câu trả lời. Chiếc áo dài truyền thống, chẳng hạn như chiếc áo chị đang mặc, trước hết là có cái cổ áo, có hai cái tay áo, và nếu được là tay rắc lăng thì rất là đẹp, hoặc là tay nối cũng là áo dài truyền thống, có vạt áo, mặc với quần áo dài là ống loe xoe rộng ra, đó là áo dài truyền thống. Còn những cái chi tiết mà mình điểm xuyết để cho cái áo nó đẹp, nó khác nhau là do cái họa tiết của người thiết kế. Còn chiếc áo dài cách tân là chiếc áo dài không có những cái nét của áo dài truyền thống. Đôi khi nó không còn hai cái tay nữa, đôi khi nó mất cái lưng áo luôn, đôi khi nó không còn cái cổ áo nữa, đôi khi người ta mặc với quần tây chứ không còn là quần của áo dài. Dạ, cảm ơn chị. Vâng, xin trong lúc đó ba vị giám khảo lựa chọn những thí sinh tiếp theo. Chị Đi Hạ, Đi Châu. Dạ. Trước hết là Kiwi Châu xin kính chào ban giám khảo cũng như là chào tất cả quý vị có mặt ngày hôm nay. Và Kiwi Châu xin chúc cho quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý và tiền vô như nước. Và quan trọng nhất là một năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và Kiwi Châu cũng xin trả lời câu hỏi của chị là Kiwi Châu không biết câu trả lời, là bởi vì Kiwi Châu rời Việt Nam rất là còn nhỏ, cho nên cũng không có tìm hiểu gì về chiếc áo dài cũng như là những cái lịch sử của chiếc áo dài. Lý do mà Kiwi Châu đi đến dự buổi thi ngày hôm nay là bởi vì có hai cô con gái đã đi thi, cho nên mình cũng muốn làm một người mẹ gương mẫu, cho nên mình cũng muốn chơi với các con để mà cho được vui, cho nên Kiwi Châu xin lỗi là không có biết câu trả lời. Cho biết ba bộ phận tiêu biểu của chiếc áo dài. Bộ phận tiêu biểu nếu mà nói về truyền thống thì như hồi nãy chị đã có cho nói là thứ nhất là cái cổ cao, tức là cổ truyền thống. Thứ hai là cái tay phải dài. Và thứ ba là cái quần phải rộng. Và thêm một điều nữa là phải có một cái khăn đóng đi chung thì mới gọi là áo dài truyền thống chính thức. Tuyệt vời. Cảm ơn quý vị. Ván cờ mời giám khảo. Và mời ban giám khảo chọn thí sinh kế tiếp ạ. Đi tám. Quý vị biết không, chị Đi tám này đó, chị rung lắm. Khi mà trước khi ban giám khảo mà gọi chị thì chị nói là em ráng dẫn chị lên, chứ chị rung quá không biết trả lời như thế nào. Em hỏi câu chuyện rất là dễ cho chị. Tại sao chiếc áo dài là có thể nói là một hình tượng và tượng trưng cho người phụ nữ Việt Nam mình? Xin kính chào ban giám khảo và cũng xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như đầu năm mới đến với tất cả mọi người ở đây. Thì em xin trả lời câu hỏi của mình. Theo em nghĩ chiếc áo dài nó không chỉ là một cái trang phục không thôi, mà nó còn là một cái nét son, một cái sự chuyên chở về nhân sinh quan của cái người Việt của mình nữa. Khi mà mình mặc chiếc áo dài, mình đi đến đâu thì mọi người cũng nhận biết ra đó là người Việt Nam của mình. Nó không có như là cái giống như là kimono của Nhật Bản hay là hanbok của người Hàn Quốc á,
thì mặc nó cầu kỳ, còn Việt Nam của mình á, khi mặc áo dài thì ở mọi nơi, mọi lứa tuổi hết đều mặc được và mọi giới luôn. Cho nên nó rất là tiện lợi và mặc nó không có cầu kỳ nữa. Mình có thể mặc làm trang phục công sở hay là đi dạo phố hoặc là tiếp những vị khách một cách trang trọng nhất. Thì em thấy cái đó là một cái nét đó, rất là đặc biệt của cái trang phục áo dài của mình. Cảm ơn chị. Dạ, cho mình chọn thí sinh D4. D4 là cô Vân Nguyễn. Xin mời cô Vân Nguyễn. Xin cho biết là năm nay Vân Nguyễn được bao nhiêu tuổi mà nhìn rất là đẹp ở cái lứa tuổi 30 đến 49? Dạ, em năm nay năm 49 tuổi. Vừa đúng cái tuổi em cao nhất. Mà cảm ơn Vân Nguyễn là có sự đầu tư cho cái trang phục của mình. Cho mình hỏi thêm một câu rất là phổ thông thôi. Bạn có biết đây là cuộc thi lần thứ mấy chưa? Dạ, em nghe nói là đây là cuộc thi thần thứ hai của Little Sài Gòn. Dạ, cảm ơn bạn có theo dõi chương trình. Dạ. Dạ. Bạn cho biết là áo dài xứ Huế nổi danh với màu gì và có một cái phụ kiện đi kèm là cái gì? Dạ, áo dài xứ Huế là màu tím và đi với áo dài xứ Huế là cái áo nón bài thơ. Dạ, cảm ơn chị. Rất hay. Câu trả lời quá hay. Xin mời chị. Chúng ta chỉ còn hai thí sinh của nhóm từ 30 đến 49 thôi. Xin mời giám khảo chọn thí sinh ạ. Vâng, kính quý vị, Quốc Bình lại trở lại trong chương trình thi áo dài truyền thống ngày 25 tháng Giêng tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Và bên cạnh Quốc Bình đây có một thí sinh rất là dễ thương trong cái group B, là B1. Và đầu tiên thì Quốc Bình xin gửi lời chào thân ái đến Tina. Và xin Tina cho biết là Tina đến từ thành phố nào? Xin chào quý khán giả trên Sài Gòn TV. Em tên là Tina, em đến từ thành phố Westminster. Tina đến từ thành phố Westminster. Và đây là lần đầu tiên Tina đi thi trực thi áo dài hay là lần thứ nhì của đội đài SCTV? Lần đầu tiên em đi thi và em cũng đi thi cùng một đứa em. Mẹ em của em là A11. A11 và em là B1. Và không biết là Tina áo dài này em tự design hay là ai design cho em? Áo dài này là được mẹ của một người bạn design cho em, gọi của nhà thiết kế Nancy Lee. Của Nancy Lee. Chiếc áo dài rất đẹp, quý quý vị. Đây là một chiếc dài cải biên từ cái cách cho giống là một chiếc áo dài dạ hội, more like a dressing. Và không biết Tina bữa nay có hy vọng là em đoạt giải hay không? Em không hy vọng gì hết, tại vì không có rất là nhiều người đẹp hơn và những chiếc áo dài cũng đẹp hơn. Và em chỉ thi cho vui và góp phần cho cộng đồng. Và Tina thấy là khi mà mùa xuân, đặc biệt là ngày Tết Nguyên Đán, Tết Giáp Ngọ thì Tina bật chiếc áo dài vô. Tina có thể cảm thấy là Tina hướng về cái nguồn cội của mình hay không? Dạ có, tại vì chiếc áo dài là truyền thống, nhưng mà ở Việt Nam thì những ngày xuân thì thường mặc áo dài để đi chùa hay đi lễ. Trong những cái dịp Tết lớn, lễ hội lớn thì người ta cũng thường mặc chiếc áo dài. Vâng, và xin chúc cho Tina có một cái ngày thi thật vui cũng như người em Tina. Và Tina chắc là sẽ hứa mặc chiếc áo dài để luôn 3 ngày Tết để cho quý vị có thể thưởng thức ở từ Thương xá Phước Thọ cho đến tất cả quý vị tại nhà. Và không biết là Tina năm tới có dự định đi thi nữa hay không? Chắc nếu là có, tại vì em rất là thích tham gia nhiều cộng đồng. Tại vì ở đây thì mình những ngày xuân thì có cái này nó vui thì mình phải tham gia. Rồi, xin cảm ơn Tina rất nhiều và xin chúc Tina sẽ có một ngày thi vui và đặc biệt là sẽ đoạt cái giải nào đó của trong lứa hạng B1 ngày hôm nay. Người đẹp rất xinh hay vì anh đang ngập tràn hạnh phúc bên em bừng lên khúc xuân xanh ngời. Người con gái Việt mặc chiếc áo dài đẹp khắp bốn phương, một nét Á Đông. Chương trình này được đặc biệt bảo trợ bởi Odyssey Insurance Agency, nơi đặt đúng niềm tin. 714-839-1498. iCare Optometry FV, hãy vào thăm trang nhà maximat.com ngay hôm nay. 714-418-9607. Thanh Lê Yến, người ơi chọn mặt gửi vàng, chắc ăn nên đến mua hàng Thanh Lê. Thanh Lê Yến nơi đáng tin cậy. 714-918-9788. Kim Piano, đại lý hàng đầu piano hiệu Kawai. 714-828-1000. Chương trình này được bảo trợ bởi Total Vegas, tung vó lướt đến 2014. K&P Dental, con của quý vị cũng như con của chúng tôi. 714-890-9090. MV Herbs, sức khỏe là vàng.
0974 722 9709. Passion Karaoke, dàn máy karaoke top of the line, nhận gửi hàng đi khắp tiểu bang Hoa Kỳ. Westland Restaurant, nhà hàng cá chín món, The Best in Town, 714-929-9662. Family Joy Health Network, 1877-533-3012. Orange Coast Memorial Medical Center, 714-378-7403. West Coast Surgical, làm điều đúng, đúng ngay từ đầu, 714-861-4560. Sài Gòn City Marketplace, thực phẩm tươi ngon giá rẻ, không đâu sánh bằng, 714-531-9800. Finchess Lifestyle, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ, 1-800-990-8319. Công ty thực phẩm Tây Hồ, mang hương vị Việt Nam đến với mọi nhà, 1-888-84 Tây Hồ. EVA Airway, hoàn toàn dễ chịu, thực sự thoải mái, 1-800-695-1188.